Đài truyền hình Ấn Độ nể phục cách Việt Nam chơi với hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ sau chuyến thăm của ông Tập. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, mấy ngày vừa qua, sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam đã làm mưa làm gió trên truyền thông quốc tế. Không chỉ làm tốn giấy mực của cánh nhà báo Việt Nam, Trung Quốc, có rất nhiều nước khác cũng quan tâm và đưa ra những bình luận với rất nhiều góc nhìn. Trong số đó có không ít những ý kiến của người nước ngoài cho rằng Việt Nam tham lam, quan điểm không rõ ràng và nói Việt Nam dựa hơi các nước lớn, bao gồm cả Úc, Mỹ, Hàn, Nhật và giờ là Trung Quốc. Nhưng sự thật có phải vậy không? Hãy để một kênh truyền hình danh tiếng của Ấn Độ lên tiếng. Mới đây, đài First Post của Ấn Độ đã đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý liên quan đến bộ ba Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, đồng thời khẳng định cái tầm của ngoại giao Việt Nam khiến cho tất cả những kẻ hay soi mói kia bịt miệng không kịp. Video do người Ấn đăng tải với tiêu đề "Đây là cuộc chiến giành sức ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc ở Việt Nam". Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người Ấn Độ đã bày tỏ sự nể phục trước cách làm ngoại giao không giống ai của nước ta. Vậy cụ thể họ đã nói gì? Các bạn cùng mình theo dõi trong video hôm nay nhé! Trong đó, trong tin tức này, biên tập viên người Ấn đã đưa ra những thông tin đáng chú ý liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam với hai ông lớn Trung, Mỹ. Kênh này chỉ rõ, cách đây mấy tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến thăm chấn động thế giới đến Việt Nam. Tại đây, hai nước đã thống nhất nâng tầm mối quan hệ lên tầm chiến lược toàn diện. Đây như một động thái của Mỹ để dọa nạt Trung Quốc rằng Việt Nam bây giờ không còn là nước thân cận với Trung Quốc nữa. Ngay lập tức sau đó, Trung Quốc truyền đi thông tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam để thống nhất lại mục tiêu chung và lấy lại sức ảnh hưởng đang dần vơi bớt do sự bành trướng quyền lực của Mỹ. Và đúng thật, ông Tập Cận Bình đã đích thân đến Việt Nam. Điều bất ngờ là tại đây, Việt Nam vẫn đón tiếp lãnh đạo Trung Quốc nồng nhiệt và hai nước đã thỏa thuận đến 36 bản ghi nhớ khác nhau. Rõ ràng, Mỹ, Trung đang tranh giành quyền lực ở Việt Nam, còn Việt Nam vẫn giữ thế cân bằng tốt. Đó là một số chia sẻ của nhà đài Ấn Độ. Có thể thấy rằng, trang này đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng sâu rộng của Việt Nam sau khi Việt Nam trở thành bến đỗ của nhiều cường quốc. Dù các nước lớn có xung đột và hiềm khích với nhau, nhưng kỳ lạ là tất cả những nước này đều có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Bên dưới video này, có rất nhiều người nước ngoài mà hầu hết là Ấn Độ đã vào để lại những comment bằng tiếng Anh. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe xem họ nói gì nhé! Bước đi tuyệt vời của Việt Nam, tôi nghĩ họ cân bằng các cường quốc thế giới rất tốt và dường như chỉ duy nhất Việt Nam làm được. Trung Quốc cố gắng cho Việt Nam kẹo để bảo Mỹ rời khỏi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng Việt Nam không ngu ngốc khi mắc bẫy Trung Quốc và Campuchia. Ấn Độ nên noi gương Việt Nam và cố gắng cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Ngoại giao cây tre và luôn phát ngôn rất hay. Tôi nhớ chỉ vài giờ sau khi nhận được thông báo về virus Vũ Hán, Việt Nam đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc, không có chuyến bay ra vào, họ tự bảo vệ mình chứ không giống như Ấn Độ. Việt Nam thông minh, Trung Quốc được hoan nghênh đầu tư, nhưng họ sẽ không có tiếng nói khi nhắc về vùng biển của Việt Nam. Việt Nam đã đuổi cả hai dân tộc ra khỏi đất nước của họ. Tôi thực sự không nghĩ rằng điều đó có thể bị ảnh hưởng và họ sẽ tiếp tục là quốc gia của mình. Không bao giờ muốn phục tùng, Việt Nam và Ấn Độ cũng là những người bạn rất tốt. Dựa trên 4-0, tôi không nghĩ chính sách của Việt Nam sẽ thay đổi nhiều. Dù Mỹ hay Trung Quốc đến thăm thì cũng vậy thôi. Đúng như vậy đấy các bạn ạ. Các netizen Ấn Độ đã nhận ra sự thông thái trong cách làm ngoại giao không giống ai của Việt Nam. Không chỉ riêng các khán giả trong và ngoài nước cảm thấy nể phục đâu, chứng kiến đội ngũ lãnh đạo Việt Nam định hình chính sách đối ngoại, các nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế đã một phen trầm trồ khi có thể nhận thấy cách Việt Nam khéo léo giao thiệp với các nước lớn. Mà cụ thể là hai ông lớn có sức ảnh hưởng lớn mạnh trên thế giới, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đầu tiên là về phía Mỹ, từ năm 1995 khi bình thường hóa mối quan hệ đến nay, tất cả các tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ đều đến Việt Nam. Nó chứng tỏ Mỹ cũng rất xem trọng và cần Việt Nam. Từ vị trí là cựu thù, ngày nay Mỹ và Việt Nam ngày càng có những lợi ích chiến lược tương đồng. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do của Mỹ cũng như những nỗ lực chống lại tham vọng trên biển của Trung Quốc phần lớn phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Về mặt kinh tế, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 124 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Mỹ cũng là nhà đầu tư lớn thứ 11 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ cho tới cuối năm 2022. Trong bối cảnh đó, nâng cấp quan hệ với một trong những đối tác quan trọng nhất lên mức cao nhất là một động thái hợp lý đối với Việt Nam. Do đó chẳng có lẽ gì mà Việt Nam không đến gần hơn với Mỹ cả. Còn nói riêng về mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, cổ nhân dạy rồi, bán anh em xa, mua láng giềng gần hay môi hở răng lạnh,
Việt Nam cần hòa bình, ổn định để phát triển, cần thị trường 1,4 tỷ dân để xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản. Trung Quốc cần Việt Nam trong chiến lược cạnh tranh nước lớn, chắc chắn họ không bao giờ muốn hở sườn phía Nam trong bối cảnh Mỹ xoay trục ngày càng mạnh hướng về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Việt Nam, Trung Quốc dựa lưng vào nhau cùng phát triển. Người Trung Quốc cũng cần thị trường 100 triệu dân và đang phát triển nhanh và bền vững như nước ta. Dù còn một số khác biệt, nhưng rõ ràng là Việt, Trung không thể đối đầu nhau. Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn nắm vững ngũ chi và luôn biết mình, biết người, xác định được đúng vị trí của mình trong quan hệ với các nước là một nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt trong ứng xử ngoại giao của Chủ tịch. Người nhận thức được vai trò và vị thế Việt Nam là một nước nhỏ, người vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp tư duy phương Đông về ngũ chi, năm cái biết, biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là trong quan hệ với các nước lớn. Trong hoạt động đối ngoại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quán triệt quan điểm chỉ đạo là phải nhìn cho rộng, phải suy cho kỹ để biết người, biết mình, luôn làm chủ tình thế, hiểu rõ vị trí chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa các nước lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng việc xử lý quan hệ với các nước lớn. Người nhận ra rằng để đương đầu với các nước lớn hơn ta về nhiều mặt, ngoại giao đóng một vai trò rất quan trọng. Trong quan hệ với các nước lớn, người chủ trương phải hiểu được các nước lớn, dù là đồng minh hay đối thủ, biết được mối quan tâm và chiến lược cơ bản của họ, hiểu bản chất và vận hành nội trị và ngoại giao từng nước lớn, quan hệ hợp tác và đấu tranh giữa các nước lớn cùng những giới hạn của các mối quan hệ đó. Chỉ khi biết người như vậy thì ngoại giao Việt Nam mới có thể độc lập, tự chủ, mềm dẻo, linh hoạt. Trung Quốc vừa là nước lớn lại vừa là láng giềng, Việt Nam, Trung Quốc hòa hiếu cùng phát triển là thượng sách của quốc gia. Nhắc lại lịch sử dân tộc để thấy, năm 938 khi Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giành lại độc lập cho đất nước ta, thì trước đó, nhân dân ta đã phải chịu kiếp sống của kẻ tôi đòi hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Kể từ đó đến nay, đã trải qua 1.084 năm với bao biến cố và thăng trầm của lịch sử. Lúc hưng thịnh cũng như lúc suy tàn, có lúc là thù, lúc lại là bạn. Tuy nhiên, với những ai am tường về lịch sử của dân tộc, có thể nhận thấy một điều rằng cha ông ta đã rất khôn khéo trong việc chung sống hòa bình với người Trung Quốc, người láng giềng phương Bắc khổng lồ. Chung sống hòa bình vì bách tính của Đại Việt, chứ không phải là lệ thuộc Bắc Vương. Và các bạn cứ nghĩ mà xem, dù muốn hay không thì Việt Trung mãi mãi là hàng xóm láng giềng, không thể tách rời lãnh thổ, lãnh hải được. Thực tế cho thấy, Trung Quốc đang trên đà trở thành đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Họ là nước lớn và để chung sống hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển không phải là chuyện dễ. Bài học chung sống hòa bình với nước lớn thì cứ lấy gương Ukraine mới đây để hiểu rõ vấn đề. Ukraine mắc sai lầm chết người là đối đầu với Nga, quốc gia hung cường ở sát nách họ và là người anh em lâu đời để theo phương Tây. Kết cục là họ mất cả chỉ lẫn chài. Vậy nên, đúng như phân tích của các bạn Ấn Độ, ngày nay đường lối ngoại giao của Việt Nam là hợp tình, hợp lý và đáng để thế giới học tập. Nói tóm lại, hiện tại chúng ta đang ở thế bắt buộc phải bang giao hữu nghị với tất cả các siêu cường trên thế giới. Bạn chơi tốt với ta, chúng ta sẵn sàng đối đáp một cách thân tình. Nhưng mặt khác, lúc nào cũng chủ động cảnh giác, nếu đường lối ngoại giao khôn khéo thì ta sẽ có hòa bình lâu dài để tranh thủ phát triển kinh tế, chính trị, quân sự. Lúc đó không còn đối đầu nữa mà chỉ còn là đối tác mà thôi. Và đặc biệt hơn, nhìn Mỹ, Trung hỗn loạn, chúng ta mới thấy sự đúng đắn trong đường lối chính sách của nước ta như thế nào. Sẽ gọi là rất khó khăn khi thể hiện quan điểm sẽ ủng hộ ai trong cuộc chiến đài lửa và đầy rủi ro này, bởi rằng cuộc chiến đó không hề xâm hại đến quyền và lợi ích quốc gia Việt Nam. Việt Nam chúng tôi không chọn bên nào cả, mà chúng tôi sẽ chọn lẽ phải, chúng tôi trân trọng hòa bình. Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.